vào tháng 4 năm 2019 cho đoạn trên cao này, và dự kiến là trong tháng tới thì chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ công tác đường sắt ở đây. Và cho đến nay thì chúng tôi đã mất 11 tháng để hoàn thành công tác đường ray như hiện tại, và như thế rằng là cái công tác của chúng tôi đã tuân thủ theo cái tiến độ.